Nhìn mà xem, tỷ phú này đang vừa nghe điện thoại, vừa nhập mật mã mở két sắt. Nhưng ông không ngờ rằng, chị lao công dọn vệ sinh ngồi cạnh đã âm thầm ghi nhớ tất cả. Tỷ phú phát hiện có người nhìn trộm, liền quay lại cảnh cáo cô ấy đừng làm chuyện ngu ngốc. Ở đây khắp nơi đều có camera an ninh, phòng này hết việc rồi thì qua phòng tắm mà dọn. Chị lao công thấy vậy liền vội đáp vâng dạ, dọn xong cái này là em đi ngay. Tỷ phú không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng quay lại cuộc gọi để giải quyết công việc, rồi thò tay lấy tệp tài liệu, xong xuôi liền đóng cửa bấm nút cẩn thận, cuối cùng bước khỏi phòng để mình chị lao công ở lại. Thấy xung quanh không có người, chị lao công liền nảy sinh lòng tham, thế là chị nhẹ nhàng nhập mật khẩu két sắt, thấy bên trong rất nhiều tiền, chị cẩn thận lấy ra rồi đút vào chỗ mà không ai dám động vào. Tỷ phú nghe thấy tiếng động liền quay lại hỏi có chuyện gì. Chị công nhân nhanh trí nói mình quên dụng cụ, nhưng tỷ phú chỉ cười nhẹ một cái mà không nói gì, đồng thời nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn, bảo cô nhanh chóng rời đi. Chị lao công lấy xong dụng cụ liền vội rời đi không quay đầu lại. Trong một trường học quý tộc, chị lao công đập cục tiền của mình vào mặt thầy giáo, bảo rằng muốn đóng tiền học cả năm cho con gái. Thầy giáo bán tín bán nghi, hỏi chị lao công rằng sao tuần trước chị lại bảo không có tiền, học phí thì đắt mà cũng không có ai trợ giúp cô, nguồn gốc tiền không rõ ràng nên rất tiếc tôi không thể ký hợp đồng với cô. Chị lao công liền tức giận hỏi tại sao. Con gái tôi thành tích rất tốt, nỗ lực học hành nhiều năm như vậy đều chỉ vì khoảnh khắc này. Con gái thấy vậy liền vội nói với thầy rằng bố cô bé vì chuyện này không thể lên bàn mổ, từ đó vĩnh viễn rời xa gia đình, vì thế cô luôn mong ước được vào trường này để trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, cứu giúp những người có hoàn cảnh giống mình. Thầy giáo nghe xong thở dài nặng trĩu, bất lực cầu xin mẹ cô gái hiểu cho hoàn cảnh của mình. Thành thật mà nói, con gái bà rất xuất sắc, giành rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, nhưng thực lòng mà nói, bà không thể gánh nổi khoản học phí này. Trường này chỉ nhận những cậu ấm tài phiệt, con cái của những cổ đông và con cháu cán bộ nhà nước, không phải vì chúng xuất sắc hơn con gái bà, mà đơn giản vì cha chúng nó làm to. Những điều tôi nói bà đều hiểu cả chứ? Sau đó thầy giáo bắt đầu giới thiệu bộ đồng phục trực cũ, mỗi sinh viên phải có ít nhất 3 bộ này, còn cả tiền mua tài liệu, tiền đóng cơ sở vật chất, tiền công cho nhân viên, tính sơ sơ một học kỳ 3 tháng, mỗi người sẽ phải đóng 10.000 đô la Biden. Bà nhắm coi mình gánh nổi không? Nhưng chị lao công nói tiền học mình đã gom đủ, yêu cầu được ký hợp đồng, bà sẽ chuyển 10.000 đô la học phí ngay lập tức. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, chị lao công tay cầm một đống giấy tờ, dù có chút không nỡ nhưng chị vẫn động viên con gái cố gắng. Hai mẹ con ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Chính vào lúc này, hình bóng tỷ phú bỗng hiện ra trước mặt chị lao công. Nhìn chị ấy biểu cảm hoảng hốt, tỷ phú liền nói với chị rằng sau lần gần nhất chị đến giúp việc cho nhà tôi gọi liên tục 5 cuộc nhưng không ai nhấc máy, không ngờ hôm nay lại gặp chị ở đây, thật là oan gia ngõ hẹp mà. Sao vậy, con gái cũng đến đây nhập học à? Con gái thấy vậy liền đáp lại đúng vậy, hôm nay con đến nhập học, mẹ con vừa đóng học phí cho trường xong, mọi thủ tục hoàn thành rồi ạ. Nhưng tỷ phú nói rằng học phí ở đây không hề rẻ, ta tin là mẹ con đã phải rất nỗ lực. Chị lao công hoảng rồi, chỉ có thể tìm nói dối mình có việc để bỏ đi trước. Nhưng tỷ phú lại nói rằng mình rất ưng cách làm việc của chị lao công, vì thế đề nghị được hợp tác lâu dài với chị. Chị lao công đồng ý trong trạng thái hoảng loạn. Sau đó chị quay lại ngôi biệt thự một lần nữa. Khi vô tình đi qua căn phòng đặt két sắt, chị không ngừng tự nhủ bản thân rằng mình không đến để ăn trộm mà muốn hoàn thành việc được giao. May mà ý chí mạnh mẽ đã át vía được con quỷ tham lam. Chị lao công lấy ra một quyển sổ, dựa vào thời gian làm việc để tính tiền công, làm được 3 giờ tương đương 28,5 đô la Mỹ kim. Cảm giác bất lực bỗng dưng ngập tràn tâm trí. Lời nói của thầy giáo cứ văng vẳng bên tai chị lao công. Học phí mỗi kỳ là 10.000 đô la. Dựa vào tốc độ kiếm tiền này, thì phải đến Tết năm sau chị mới có thể kiếm đủ. Nhưng chị ấy cố nén đau thương, rồi nhẹ nhàng vuốt ve ảnh con gái, tự hứa với lòng sẽ hy sinh tất cả vì cô. Con bé là động lực duy nhất để chị tiếp tục sống. Nếu không phải nghĩ cho con gái, có lẽ chị đã sớm theo bước chồng đi bán muối từ lâu rồi. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Chị lao công cầm tiền chạy đến chỗ con gái. Con gái nói với chị rằng bởi vì không đóng 1.000 đô tiền phụ phí nên cô không được nhận tài liệu và đồng phục. Chị bảo con gái không phải lo lắng, rồi móc cục tiền trong túi đưa cho cô ấy. Thấy con gái liền thắc mắc mẹ lấy tiền ở đâu, chị liền bảo cô cứ yên tâm, tiền cứu trợ của cha con giờ người ta mới chuyển đến, bảo cô không nên lo lắng làm gì. Con gái nghe vậy cũng tạm yên lòng. Sau đó còn khoe với mẹ rằng con trai của ông tỷ phú cũng học ở trường này, chẳng những là một học bá, anh ta còn là đội trưởng đội bóng rổ, 4 lần liên tiếp giành chức vô địch giải sinh viên. Nhưng đáng tiếc là con trai của tỷ phú lại mắc một căn bệnh kỳ quái, chi phí điều trị vô cùng tốn kém, đến tỷ phú cũng không gánh nổi khoản phí khổng lồ này. Cô bé bỗng dưng hỏi mẹ rằng dù gì nhà mình vẫn còn dư giả tiền bạc, liệu có thể giúp đỡ họ một chút không. Chị lao công nghe đến đây trong lòng liền sụp đổ, chỉ vì chị lén ăn trộm tiền 2 lần mà gia đình ông ấy lâm vào hoàn cảnh như vậy. Càng nghĩ chị càng tự dằn vặt bản thân. Buổi tối khi tỷ phú quay về nhà thì nhìn thấy chị lao công đang ngồi chễm chệ ở ghế. Khi được hỏi đã xảy ra chuyện gì, chị quyết định thành thật nói tất cả. Bởi vì túng thiếu nên chị đã liều mạng ăn trộm tiền trong két sắt, chỉ hy vọng sau này con gái có một cuộc sống tốt hơn. Chị không mong được đối phương tha thứ, ngược lại sau khi nói xong sẽ đi tự thú ngay lập tức, chỉ cần ông ấy đừng tiết lộ chuyện này cho con gái chị biết. Lúc này chị lao công mới hiểu ra được, dù cho bản thân yêu con gái thế nào
thì cũng không có quyền làm hại người khác. Cơ mà chị không ngờ được tỷ phú lại nói với mình rằng, thực ra lúc đó ông đã sớm phát hiện tiền bị mất, nhưng khi thấy chị dẫn con gái đi nhập học ở ngôi trường mơ ước, ông ấy đã hiểu ra tất cả. Chị ấy chỉ đang chở che cho thế giới nhỏ bé của mình mà thôi. Mặc dù cách làm hoàn toàn không đúng, nhưng thân là một người cha, ông hiểu được cảm giác của chị lúc này. Tỷ phú cảm thấy chị Lao Công là người trung thực, cuối cùng quyết định tha thứ cho bà ấy. Nhưng đối với những lỗi lầm chị gây ra, ông ấy muốn đưa ra hình phạt là chị sẽ phải hợp tác lâu dài với gia đình mình. Mặc dù nói là hình phạt, nhưng chị Lao Công hiểu rằng tỷ phú chỉ đang muốn giúp mình có việc làm mà thôi. Đây là một câu chuyện vừa cảm động vừa đẹp đẽ. Cuối cùng chị Lao Công đã dám đối diện với sai lầm của mình, dám đứng lên chịu trách nhiệm. Còn tỷ phú đã ứng xử một cách đầy tình người, một người có tài lại có đức, không giống như mấy TikToker nào đó ở Việt Nam. Được rồi, video hôm nay dừng lại ở đây thôi.